Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Ôi, má thương mà. Má thương. Con nhớ cha đúng không? Giờ má cũng không biết cha con đang ở đâu nữa. Cha con hư lắm. Tại sao lại bỏ má con mình đi như vậy? Không có biết là ngày đêm má con tôi trông mong ông không? Không biết mình bỏ đi là đúng hay sai, nhưng mà Kiều Thư xứng đáng có được hạnh phúc. Đời của cô ba khổ quá rồi, tôi không muốn cô ba khổ nữa. Cô ba phải gặp một người có thể lo cho cô ba đầy đủ, chăm lo cho cô ba tốt hơn tôi. Tôi chỉ là một thằng thợ mộc quèn, làm sao có thể cho cô ba một cuộc sống sung sướng được. Đốc tờ Tú mới là người có thể đem đến cho cô ba cuộc sống hạnh phúc được. Tụi con ăn bánh uống trà nghe. Dạ. Nè, bà xã mày đâu? Sao không ra ngồi uống nước? Kiều Loan chắc là nó mệt, chắc nó ở phía sau đó con. Chứ không phải cổ giận con hả Tú? Ủa, nó giận con chuyện gì? Uống trà đi tụi con. Tú nè. Dạ. Con Kiều Thư á, dạo này nó vẫn ổn hả con? Dạ, con vẫn ổn. Ngày xưa sống vất vả lắm, nhưng bây giờ ổn định rồi. Dạ. Vậy còn thằng nhỏ thì sao? Thằng nhỏ hả? Thằng nhỏ tên Nghĩa. Tên Nghĩa hả? Nó dễ thương lắm, mà nhìn rất giống Phi Bằng. Nè, khi dạ. nào mà con về đó, con cho cô gửi ít đồ cho thằng nhỏ nghe. Không cần đâu cô à. Thằng nhỏ giờ nhiều đồ lắm, với lại thỉnh thoảng ông Trí có qua thăm. Ông mua quá trời đồ á. Mà cô Kiều Thư á, bây giờ cô nổi tiếng nhất Sa Đéc, trồng bông đẹp lắm. Anh An cũng hay bên cạnh cổ nữa, nên con cũng yên tâm. Thôi vậy cũng được. Mà chắc cậu hai cũng muốn nó với con thành đôi, phải không? Không chỉ cậu hai mà cả ông con cũng vậy. Nhưng mà cô chỉ muốn thằng Nghĩa nhận cha ruột thôi. Còn chuyện tình cảm á thì cô chưa nghĩ tới. Vậy con Kiều Thư vẫn muốn thằng Nghĩa nhận cha của nó hả? Dạ. Bây giờ thằng nhỏ cứ bi ba bi bô á, nói rõ lắm, cứ từ cha cha, ai nó cũng gọi là cha thôi. Nè, bữa sau mày về thăm thằng nhỏ một lần đi, nó cũng dễ thương lắm. Nhưng mà để tao chăm sóc cho vợ của tao cho ổn định đã. Có gì tao sẽ tính sau. Thiệt là ngại quá. Nhà cô bây giờ cũng nhỏ hẹp, không có chỗ cho hai đứa ở lại nghỉ ngơi. Cô thấy ngại với hai đứa dữ lắm luôn. Dạ không sao đâu cô. Ăn uống xong con về lại Sa Đéc, có công việc luôn ạ. Má, hay là con thuê nhà trọ gần đây cho má và Kiều Loan qua đó ở nghe. Sẵn tiện con thuê người chăm sóc cha ở trong bệnh viện luôn. Thôi không cần đâu con, má tự lo được. Còn tiền bạc đó tụi con cứ để. Má hãy để con làm đi mà. Tiền bạc con không có thiếu, với lại công việc của con lương cũng cao nữa. Dạ thật ra tiền mừng cưới của tụi con á vẫn còn, cho nên là con có thể xoay sở được má à. Vậy má cảm ơn con nghe. Dạ. Thôi vậy để con đi lấy xe.
Rồi chút nữa con đưa Phi Bằng đi tìm nhà trọ, xong rồi con về Sa Đéc luôn. Ừ, vậy cô cảm ơn con. Dạ, cô ở lại giữ sức khỏe, chăm sóc chú và Loan nha. Ừ, rồi lát nữa hai đứa đi đường cẩn thận nghe không? Dạ má. Dạ. Nơi rồi con. Rồi, để ông bồng con xuống nha. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn ông. Bạn già ơi, có nhà không? Nè, nè, tôi ở đây nè. Đó. Nè, nay dám gọi tôi là bạn già nữa hả? Có tin mới cho tôi nữa sao? Tôi gọi ông bằng bạn già, ông không muốn. Chắc muốn tôi kêu bằng bạn trẻ hả? Nay má nói đâu mà ông bắt cóc con nít nhà người ta vậy? Tôi thấy má nó buồn quá nên tôi ẵm nó đi lòng vòng chơi cho khuây khỏa. Bộ cậu không sợ má nó buồn, má nó nghĩ quẩn hay sao? Tôi biết tính cháu của tôi mà, nó bản lĩnh lắm. Nó không như... Phải chi hồi đó tôi cương quyết hơn thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Thôi, lâu ngày mới gặp, ông nhắc chi chuyện cũ cho nó buồn. Ông ngồi đây làm gì? Thì ở nhà một mình buồn, tôi tự sắp cờ, tôi tự đánh gì mà. Vậy còn tôi đây làm gì? Cậu vừa bế cháu vừa đánh cờ được hay sao? Dư sức. Tôi ẵm cháu một tay, tôi chỉ cần một tay thôi cũng đánh thắng ông nữa đó. Nè, nói được là phải làm được nghe chưa? Sẵn sàng thôi. Tôi chấp cậu đi trước đó. Vô pháo nè. Tôi mới nghe người ở bên Cần Thơ kể cho tôi biết, thằng Phước á, nó đang nằm ở nhà thương. Đúng là bây giờ ông trời đã trả báo cho nó rồi đó. Chức tước mất hết, bây giờ nằm ở nhà thương một chỗ. Nhưng mà em gái của cậu vẫn chưa chịu bỏ nó nữa mà. Coi như số của nó chưa đến bước đường cùng. Tôi nghĩ lại cũng thương hoàn cảnh của con Liên quá. Bà nội bây giờ chắc vui lắm. Bà nội đang mong có cháu đích tôn mà. Còn hận tất cả, còn hận tất cả mọi người. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cả sẽ vui vẻ ấm cúng bên nhau. Chỉ có tôi muốn có con mà cũng không thể có con được. Tất cả là tại con của dì đó. Cha con mình Phi Bằng sắp nhận lại nhau, và tôi sẽ tự tử đi vào quên lãng. Nếu tôi không được hạnh phúc thì mọi người đừng hòng lấy Phi Bằng của tôi.
Sao con ngồi ở đây? Má tưởng con còn ngủ ở trong chứ. Con sao vậy Kiều Loan? Con thấy trong người không được khỏe hả? Không, con bình thường. Bây giờ má đi lên thăm cha con, con có đi không? Má đi thăm cha hả? Ừ. Không, má đi thăm cha đi. Ngày mai con sẽ đi thăm cha sau. Hôm nay con mệt. Ừ, thôi má biết rồi. Con ở nhà con nghỉ ngơi cho nó khỏe nghe. Dạ, doctor, tình hình chồng của tôi sao rồi hả? Tuy ông Phước đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng sức khỏe còn rất yếu. Cũng không biết trước được cái gì. Chắc là hệ thần kinh và não của ông ấy bị tổn thương rất là nặng. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Dạ, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn doctor. Má. Ủa Phi Bằng, Kiều Loan có tới đây không má? Không, mà có chuyện gì vậy con? Chết rồi má ơi, con đi về không biết Kiều Loan đã bỏ đi đâu nữa. Con với cô bác đi tìm ở khắp nơi mà không thấy má à. Ủa, con Kiều Loan nó không có ở nhà, vậy thì nó có thể đi đâu được? Con cũng không biết nữa má ơi. Mà hồi sáng giờ có ai nói chuyện gì với nó rồi làm cho nó buồn không con? Con cũng không biết nữa má à. Con thử nhớ lại coi. À, con đoán là tối hôm qua hình như là Kiều Loan có nghe thấy con với má với thằng Tú nói chuyện thì sao? Chắc là con Kiều Loan nó nghe thấy rồi. Vậy thì nó có thể đi đâu được chứ? Má, Kiều Loan có quen ai bà con ở nhà gần đây không má? Trước giờ con Kiều Loan nó có quen ai đâu. Rồi bạn bè của nó cũng không có ở cùng làng. Nó có thể đi đâu được chứ? Bé Hai ơi là bé Hai. Tôi chỉ muốn thằng Nghĩa nhận cha ruột thôi. Nè, mày thử về thăm nó một lần đi. Nó dễ thương lắm. Má sao vậy má? Có khi nào con bé Hai nó xuống xà đét, nó tìm con Kiều Thư rồi làm gì thằng nhỏ không con? Không được, bây giờ con phải xuống xà đét đi tìm Kiều Thư. Nhưng mà con có biết chỗ con bé Ba ở đâu mà đi? Con không biết, nhưng mà thằng Tú nó biết. Bây giờ con phải sang nhà thằng Tú. Thôi con đi nghe má. Trời ơi là trời, con bé Hai đã đi đâu rồi chứ? Ông ơi là ông. Ông ơi. Bé Hai ơi, con đừng có làm gì dại dột nghe con. Cậu Hai, con về rồi nè. Cậu Hai làm gì nãy giờ vậy? À, cậu Hai ngắm mấy cái bông mà con trồng á. Công nhận con khéo tay thiệt nha. Con cảm ơn cậu Hai. Ủa, mà Nghĩa nhà con đâu rồi cậu? Cậu ẵm nó qua nhà ông Vinh chơi cả buổi trời. Giờ nó mệt rồi, cậu mới dỗ nó ngủ đó. Dạ. Ủa, con mới đi chợ về hả? Dạ. Con mua đồ về đổ bánh xèo cho cậu Hai ăn đó. Làm nhiều nhiều đi,
Chút nữa cậu rủ ông Vinh qua ăn chung cho nó vui. Cậu hãy yên tâm, con mua đủ đồ để làm mà. Con vô làm nha. Ủa, cậu hai ơi. Cậu hai. Hả? Cậu hai nói là rủ Nghĩa để nó ngủ trên giường hả? Đúng rồi, hồi nãy cậu dỗ nó nằm ngủ ở đây nè. Rồi nó đâu rồi cậu? Có khi nào nó dậy rồi nó bò dưới gầm giường không? Không có cậu hai ơi. Con đâu rồi con ơi? Cậu hai ơi, không có. Có khi nào, có khi nào nó dậy rồi nó bò ra ngoài rồi không cậu hai? Nếu nó bò ra cậu phải thấy chứ, hồi nãy giờ cậu ngoài đó đó. Chết rồi, con đâu rồi Nghĩa ơi? Con đâu rồi Nghĩa ơi? Cậu hai bây giờ con, cậu hai con đâu? Cậu còn không biết nữa. Trời ơi, tại con sao? Ơi, có chuyện gì vậy? Thằng Nghĩa nó mất tích rồi. Cô giỡn với tôi hả? Chuyện này không giỡn được đâu đó. Anh nghĩ là tôi có thể đem chuyện này ra đùa được hả? Hồi nãy cậu dỗ nó ngủ trên đây, rồi cậu ra ngoài ngắm bông, một chút vô thì nó đi đâu mất tiêu rồi. Nè, hay là cậu mải mê ra ngoài giường nhìn qua ngắm cảnh, rồi nó bò đi đâu mà cậu không biết? Nó là con nít mà, nếu có bò nó bò chậm tôi phải thấy chứ. Nhưng mà tại sao mọi người lại ở đây vậy? Tôi đến đây để tìm Kiều Loan. Kiều Loan, tại sao chị lại xuất hiện ở đây vậy? Kiều Loan đã bỏ nhà đi. Má hai của cô nói có thể là Kiều Loan tìm đến đây để tìm cách bắt đứa bé. Chị hai sẽ làm hại thằng Nghĩa hả? Đốc tử có nói là hiện tại Kiều Loan đang bị rối loạn cảm xúc và không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi chỉ sợ là... Chắc là do tôi. Đêm hôm trước tôi có lỡ nói với cô Bạch Liên và Phi Bằng là cô có thể cho thằng con nhận lại cha. Có thể Kiều Loan đã nghe được và cô ấy... Trời ơi, tại sao vậy? Khó khăn lắm con tôi mới có ngày hôm nay mà. Cậu xin lỗi con. Tại sao vậy? Bây giờ tôi phải kiếm nó ở đâu? Bây giờ tôi phải kiếm nó ở đâu đây? Cậu xin lỗi con, tại cậu sơ ý quá. Nhưng mà cậu nhớ, cậu cẩn thận cho nó nằm mé trong mà. Trời ơi, con đâu Nghĩa ơi? Nghĩa ơi, cái này là cái gì vậy? Cái nút áo này ở đâu ra vậy? Nó không phải là của tôi. Đây là nút áo của Kiều Loan. Vậy là Kiều Loan đã tới đây. Vậy chắc chắn là Kiều Loan đã đến đây bắt cóc thằng Nghĩa đi rồi. Bây giờ chúng ta phải chia nhau đi tìm thằng Nghĩa. Nó mà có mệnh hệ nào là chúng ta sẽ ân hận cả đời đó. Đi. Trời ơi Kiều Loan, em định làm gì nữa hả Kiều Loan? Chị hai kìa. Kiều Loan, Kiều Loan. Mấy người đứng lại đó. Mấy người đứng lại đó. Kiều Loan, Kiều Loan. Mấy người bình tĩnh. Kiều sao mà nhỏ đi nhảy xuống đây đó. Kiều Loan à. Kiều Loan, em bình tĩnh lại đi mà Kiều Loan. Chị hai, trả con lại cho em đi chị hai. Trả con lại cho em đi chị hai. Mày đứng lại đó. Kiều Loan à. Mày đã có anh Phi Bằng rồi, thì mày cần gì thằng nhỏ này nữa? Hả? Chị nói gì vậy chị hai? Em và anh Phi Bằng không có gì hết á. Nhưng mà thằng Nghĩa là con em, chị không có quyền gì để lấy đi mạng sống của nó hết á. Trả con lại đây cho em. Trả con lại đây. Mày đứng lại đó. Con mà quá kích động á, con Loan sẽ làm liều đó. Nhưng mà nó là con của con mà. Phi Bằng, mẹ này, Nghĩa ơi, con phải khuyên nhủ vợ của cậu đi. Kiều Loan à, em bình tĩnh lại đi mà. Em hãy nghe nói đi nè. Bây giờ em nghe lời anh, trả đứa bé lại cho mẹ của nó đi mà. Rồi anh sẽ đưa em về. Em bình tĩnh lại đi mà Kiều Loan. Cuối cùng cái người anh quan tâm cũng chỉ là thằng nhỏ này thôi. Chứ anh đâu có cần tôi. Tôi không có nhà.
Tôi không có chồng, tôi không có con, tôi đi về đâu đây? Tôi đi về đâu đây? Đừng mà Kiều Loan. Chị hận em cũng được, chị ghét em cũng được, nhưng mà thằng Nghĩa nó không có tội gì hết. Chị đừng làm hại nó. Giết em đi, chị hai giết em đi, chị hai giết em đi. Đứng lại đó, đứng lại. Kiều Loan, bình tĩnh lại đi. Kiều Loan, Kiều Loan, cô chẳng đứng qua đây. Cô tới nữa, cô chạy đến đâu đó. Con mình tỉnh lại. Kiều Loan đang kích động. Phía bằng, con khuyên dẹo con đi. Kiều Loan, em bình tĩnh lại đi. Em đã quên hết tất cả những gì chúng ta đã hứa với nhau sao? Anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà anh không thể nào bỏ em được Kiều Loan à. Anh yêu em, chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau. Dù cho sau này chúng ta không có con, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Chị ơi à, em xin chị mà, trả con lại cho em đi. Em đã trả đứa bé lại cho mẹ nó đi mà. Em nghe lời con đi Kiều Loan. Kiều Loan, đừng mà. Kiều Loan, không sao, không sao hết. Bình tĩnh lại em. Kiều Loan, cậu xin lỗi con. Con có như ngày hôm nay một phần là lỗi của cậu. Cậu xin lỗi con. Tôi chào đốc tờ. Bà tới đây rồi hả? Dạ. Bộ có chuyện gì hả đốc tờ? Chồng của bà... Dạ. Chồng tôi sao hả? Chồng của bà vừa mới ra đi. Cái gì? Chồng của tôi? Chồng của tôi? Mình tỉnh lại nhìn tôi nè. Sao mình có thể ra đi nhanh như vậy? Mở mắt ra nhìn tôi đi mà. Ngay từ ngày đầu tiên về làm vợ mình,
Tôi đã biết người mình yêu không phải là tôi, mà là Lệ Hạ, Bạch Lan, em gái của tôi. Tôi biết, cho dù mình có làm bao nhiêu chuyện sai trái, bao nhiêu chuyện tội lỗi, thì tôi cũng chấp nhận bỏ qua hết. Bởi vì tôi yêu mình, tôi thương mình. Về liền đi, cô bệnh bây giờ đó. Cô ba, đi vô nhà đi cô ba. Đi. Đây nè, che lại, cô chừng cảm lạnh. Trời, ông cứ hay lầm quá. Quãng thời gian ở bên cạnh cô ba là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Cô cũng nhớ mặc áo ấm cho mình đó. Tính cô thì hay lơ đãng, không ai nhắc là cô không có mặc đâu. Kiều Thư. Ủa anh Tú, anh tìm tôi có chuyện gì hả? À, tôi qua nhà thăm cô về bé Nghĩa, nhưng bé Nghĩa ngủ rồi. Tôi có hỏi ông Chí thì ông Chí nói cô ở sau giường, nên tôi ra đây. Tôi đang lo cho cái đống bông này của tôi quá. Nó nở bung hết trơn rồi, mà giờ có mình tôi làm mà, không có biết là có kịp cắt giao cho người ta không nữa. Vậy chứ bình thường cô làm sao? Bình thường mấy cái việc này là anh An ảnh làm hết, tôi đâu có phải lo đâu. Mà giờ anh đi đâu mất tiêu rồi. Anh Tú, mấy nay anh có đi tìm anh An không? Anh có biết anh đang ở đâu không vậy? Nếu như có anh An ở đây thì cô đỡ cực hơn đúng không? Tất nhiên rồi. Mấy cái chuyện này là ảnh lo hết, đâu cần phải lo lắng gì. Tôi thấy cô buồn, có phải vì không có anh An giúp đỡ cô ở đây đúng không? Không phải vậy. Tôi không biết tại sao á, mà từ khi anh An đi, lúc nào tôi cũng nhớ ảnh hết. Đi xuống bếp cũng nhớ, ra cửa cũng nhớ, ra giường bông cũng nhớ nữa. Lúc nào tôi cũng có cảm giác nhớ ảnh hết. Cô đã từng có cảm giác với ai như vậy chưa? Như vậy người ta gọi là yêu đó. Khi yêu thì trong đầu mình luôn có hình bóng của người khác, mà không ai có thể thay thế được. Yêu như vậy gọi là yêu á hả? Nếu bây giờ anh An ở đây thì cô sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì á hả? Tôi sẽ đánh ảnh, sẽ la ảnh, cho ảnh biết tay liền. Bây giờ ảnh mà xuất hiện ở đây tôi đánh ảnh liền luôn á. Cô ba, cô đánh tôi đi cô ba. Anh An, tôi đáng bị đánh lắm. Anh An, anh đã đi đâu vậy hả? Anh có biết là mấy ngày nay tôi lo lắng cho anh lắm không? Bé Nghĩa nó cũng nhớ anh nữa. Sao anh lại bỏ đi như vậy? Bỏ má con tôi đi như vậy hả? Anh đi đâu? Má con tôi nhớ anh lắm, anh biết không? Tôi xin lỗi cô ba nhiều lắm. Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tôi hứa với cô ba đó.
anh Tú nha. Anh tìm thấy anh An mà nãy giờ anh giả bộ không à? Thiệt ra là bữa giờ anh Tú đi tìm tôi đó. Rồi hai anh em gặp nhau, anh đưa tôi về đây. Tôi đưa ảnh về đây cho cô rồi đó. Tôi đến đây để nói tạm biệt hai người. Hả? Anh Tú, tạm biệt là sao hả anh Tú? Bên Pháp có một nhà thương mời tôi sang làm việc. Tôi và ông tôi sẽ sang đó. Tôi chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc thôi. Thời gian qua tôi có làm gì sai để chia cách tình cảm hai người? Hai người đừng giận tôi nha. Tôi đâu có giận gì đâu. Vậy thôi, giờ tôi đi đây. Anh Tú đi thiệt hả? Đốc tờ Tú đúng thiệt là con người tốt bụng. Còn anh nữa đó. Hả? Anh mà bỏ đi đâu mất tiêu á là anh chết với em, biết chưa? Gì mà anh với em? Cô nói gì tôi nghe không rõ. Gì mà chết? Không ấy, cô nói lại tôi nghe đi. Anh nói nha. Nè, anh có nhớ anh hứa gì với tôi không? Ai hứa với tôi hả, là cây của tôi ra bông, là phụ tôi cắt, rồi giao đến cái lễ hội ở Gò Tháp bán cho tôi. Là tôi. Rồi giờ nhìn đi, bông mới nở hết trơn rồi. Rồi giờ anh tính sao? Chuyện nhỏ mà. Cô ba yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ chất mớ bông này lên tàu, đưa xuống lễ hội Gò Tháp. Mà không chỉ ngày mai thôi đâu, mà cả đời của thằng An này sẽ luôn bên cạnh cô ba, để bảo vệ, chăm sóc cho cô ba và thằng Nghĩa nữa. Anh hứa với tôi rồi đó nha. Tôi hứa. Lộc nè, em có nhớ chị ba không? À, bà điên ăn chứ gì, bà khùng ăn khoai sùng. Nói bậy không à, phải gọi là chị ba. Nói chị ba đi. Dạ thôi em chọc chị thôi, chị ba. Ngoan lắm. Nghe nói chị ba có em bé rồi đúng không? Em bé tên gì vậy chị ba? Chị ba có em bé rồi, em bé tên là Nghĩa. Vậy em bé có dễ thương không chị ba? Dễ thương lắm, giống y chang như Lộc vậy đó. Sao chị ba không dắt bé Nghĩa lên đây chơi? Để hôm khác chị ba với lại anh An dẫn bé Nghĩa lên đây chơi với Lộc thường xuyên hơn nha. Anh An, giờ này đẹp trai quá à. Trời trời, bữa nay biết nịnh nữa hả? Lộc, em ở đây học có giỏi không? Dạ giỏi, em biết đọc chữ với viết thơ cho má rồi đó. Trời ơi, giỏi vậy hả? Đúng rồi. Mà nè, hôm nay chị ba đến đây đón Lộc về nhà, em có muốn về nhà với chị ba không? Dạ không. Sao vậy? Bộ em thích ở đây lắm hả? Dạ, tại em muốn chờ mẹ về. Tội nghiệp, từ khi má nó bị bắt cũng hay viết thư về thăm nó lắm. Mà nó cũng đã đọc được thư của má nó viết rồi đó. Giỏi quá vậy. Mà dì ơi, dì có biết tin tức gì của dì Tư con không? Bà ấy bị kết án 3 năm tù giam, nhưng mà được cái bà ấy cải tạo tốt, nên là khoảng 2 năm nữa là bà ấy được ra. Khi bà ấy trở về thì chúng tôi cho bà ấy về đây. Nếu mà bà ấy không thích ở đây, bà muốn đưa thằng Lộc đi chỗ khác để sinh sống, thì chúng tôi cũng đồng ý. Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Lộc, ráng ở đây học giỏi nha. Dạ. Đợi ngày má đón về nha. Dạ.
an nha con. Tôi mời anh chị ra phía trước ngồi uống trà. Khi nào nhan tàn, ở lại ăn cơm với tụi tôi luôn. Má. Vậy là anh Xui đã mất một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Bây giờ tôi mới thấm cái câu: sống một kiếp người, bình an là nhất. Thôi chị Xui đừng có buồn vợ chồng tôi nữa nha. Kiều Loan. Dạ. Con sắp xếp dọn về ở với cha má nha. Cha má đã sai khi cư xử tính toán với con. Dạ con cảm ơn má. Nhưng mà anh Phi Bằng với con tính ra ngoài ở riêng ạ. Anh cũng đã mua một căn nhà nhỏ rồi má. Thôi, tụi con tính sao cũng được. Miễn sao tụi con thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Dạ. Con cảm ơn cha. Sáng bữa nay đông đủ mọi người ở đây, tôi mời mọi người đi ăn bữa cơm nha. Dạ thôi má, tại vì nhà con mới mua cho nên con chưa dọn dẹp gì hết. Con xin phép về trước đi dọn dẹp. Hôm nay không dọn thì ngày mai dọn cũng được mà, có làm sao đâu. Má nhưng mà thôi. Tôi thấy chị Xui với lại Kiều Thư cũng đã mệt rồi, để Phi Bằng nó đưa hai người về nhà nó nghỉ ngơi. Mình còn nhiều dịp khác để gặp chị Xui mà, đúng không? Dạ. Anh. Con, qua chơi với ông bà nội nha. Tại đây con. Qua đi con. Chó con của bà nội. Cưng quá. Nè, ăn bánh, ăn bánh nha con. Giống Phi Bằng hồi nhỏ ghê á. Ăn bánh đi con. Hai đứa con ở đây hay là về Sa Đéc? Tụi con về Sa Đéc luôn. Với lại tụi con còn nhiều việc bận lắm. Vậy là đi ăn cơm với hai bác được rồi phải không? Dạ được. Má, má nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ăn bánh nha con. Chị hai cũng chưa được khỏe nữa. Má ráng giúp chị hai trở lại bình thường nha. Má hai biết rồi. Con về dưới cũng ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ. Chị hai. Chị hai giữ gìn sức khỏe nha. Em nhớ chị hai nhiều lắm á. Chị cảm ơn em. Em cố gắng chăm sóc cho bé Nghĩa thiệt tốt nha. Với lại lúc nào nếu được thì cho nó lên Sài Gòn thăm cha với ông bà nội của nó. Dạ em biết rồi. Dịp lễ Tết á, em sẽ dẫn thằng Nghĩa về thăm mọi người nha. Chị, em chỉ ước mong một điều, chị bình phục trở lại là em vui lắm á. Cảm ơn em. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đó bé ba. Chúng ta luôn là một gia đình mà, đúng không? Chúng ta đều là một gia đình. Mãi mãi là như vậy.
trời không cho hợp duyên đành thôi cách xa. Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phá đảo cơm nóng. Pony